Trở lại với chương trình hôm nay, Đức Phật từng dạy rằng nhìn thấy bảo tháp là thấy Phật, nhìn thấy Phật là thấy Pháp giác ngộ, nhìn thấy Pháp là thấy Mạn Đà La, thân khẩu ý giác ngộ Phật. Thưa quý vị, nếu bài hát đến có thể coi là Tây Thiên Ca, thì tác phẩm tiếp theo đây có thể được coi là Bảo Tháp Ca. Ca khúc đầy cảm hứng về sự hiện diện linh thiêng thù thắng của ngôi bảo tháp chắc chắn sẽ có sức lan tỏa rộng khắp như chính ân phúc gia trì của ngôi bảo tháp đến với mọi người. Thưa quý vị, một sáng tác của thầy Viên Minh tiếp theo mà quý vị sẽ cùng được thưởng thức do nhạc sĩ Đinh Tiến Hậu phổ nhạc, lần đầu tiên được trình diễn trước công chúng. Trân trọng giới thiệu cùng toàn thể quý vị bài hát Cảm hứng Đại Bảo Tháp với phần trình bày của nghệ sĩ Đoàn Nguyên Vũ và dàn hợp xướng Nam Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Kim cương giới ba bày tôn, nhân thiên chối nhạc.